Thưa quý vị, hơn tháng qua, khi quận Liên Chiểu phát hiện ca nhiễm mới, nhiều khu vực trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc bị cách ly. Để bảo vệ vùng xanh an toàn, động viên người dân yên tâm thực hiện lệnh giãn cách xã hội, chi bộ khu vực Quang Thành 3A, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã vận động bà con giáo dân tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch bệnh. Trong những ngày Đà Nẵng thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, các kiệt hẻm trong khu vực Quang Thành 3A, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu dường như không có người đi lại, cửa đóng then cài, nhưng khi có người gọi đi xét nghiệm thì không gia đình nào bỏ sót. Để đảm bảo 100% người dân trong khu vực phải đi xét nghiệm và thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội, chi bộ khu vực Quang Thành 3A đã vận động các giáo dân trẻ, đầy nhiệt huyết, có uy tín vào tham gia tổ COVID cộng đồng. Lực lượng này đảm nhận vận động hơn 50% đồng bào có đạo sống trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ thị của thành phố. Nhiều bạn trẻ xung phong đứng chốt ngăn không để người lạ vào khu dân cư trong thời gian giãn cách. Mình là người của khu Quang Thành 3A1 đây, cũng có xí công sức gì để chung tay để mình bảo vệ cho thôn xóm mình, hắn giảm bớt cái dịch bệnh đi, với lại hạn chế những người dân họ ra đường. Còn với các nữ giáo dân, bên cạnh việc nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách, các chị còn vận động nhiều tổ chức cá nhân hỗ trợ cho các gia đình khó khăn, đặc biệt là chia sẻ thực phẩm thiết yếu, giảm tiền nhà cho bà con ở trọ, tổ chức nấu và cung cấp thức ăn tại các chốt trực từ khi có dịch đến nay. Khu dân cư ở đây là sống tốt đời đậm đạo thì nhân dân tôn giáo là rất là tốt, rồi mấy là coi như lực lượng xung kích là thanh niên tôn giáo là rất là nhiệt tình, bất cứ giờ giấc đêm hôm sáng tối là gọi lúc nào lại nghe phục vụ đến nơi chốn lúc đấy. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trọng, bí thư chi bộ khu vực Quang Thành 3A cho biết, khu vực này có gần 300 hộ theo Thiên Chúa giáo với phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Bà con nơi đây đã tích cực hỗ trợ địa phương thực hiện tốt các phong trào do cấp trên phát động, đặc biệt là khu vực Quang Thành 3A nhiều năm liền luôn đi đầu trong phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn quận Liên Chiểu. Thì chúng tôi đã vận động giáo dân, đặc biệt là các cái giáo dân mà có uy tín cùng với chúng tôi để tham gia quản lý khu dân cư, và phải nói là cái lực lượng thanh niên giáo dân người ta rất tích cực trong việc là cùng với các ủy chi bộ và các cái tổ chức đoàn thể chính trị trên xã hội trên địa bàn là tham gia tuyên truyền. Cái thứ hai là tham gia bảo vệ an ninh ở khu phố, ở các cái chốt cứng và cái chốt mềm. Đặc biệt trong chốt mềm này chúng tôi huy động 50% là thanh niên giáo dân cùng với chúng tôi để tham gia. Với phương châm lấy sức dân phục vụ cho dân, phát huy tinh thần ba tại chỗ, khu vực Quang Thành 3A, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu cùng cộng đồng giáo dân tâm huyết sẽ tiếp tục phấn đấu, chung tay giữ được vùng xanh an toàn, góp phần cùng thành phố sớm quay về trạng thái bình thường mới.